Xin chào các bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Houdini ha. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ nhập một cái file từ những cái phần mềm 3D khác. Thì ví dụ như là Cinema 4D, 3D Smart Maya gì đó ha. Nói chung là những cái phần mềm 3D chúng ta sẽ xuất ra một cái loại file định dạng là .obj ha. Là cái định dạng chấm mà .object á, .object 3D á, để chúng ta nhập vào cái phần mềm Houdini này. Thì cái file đó nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ như thế nào, đây bạn đợi tôi tí. Cái file đó nó sẽ có đuôi chấm .obj ha. Đây nè, tôi phóng to lên cái chữ cho bạn xem. Cái file đó nó sẽ có cái đuôi chấm là chấm .obj ha, viết tắt của chữ offset đó. Rồi, thì tôi nhập cái file mẫu này tôi đã tải bên phía dưới cái video này á. Thì bạn tải về cũng được ha. Đây là cái file mẫu về chiếc xe ô tô thôi ha. Tôi cũng tải từ trên mạng về thôi. Thì đến ta làm bài tập thực hành hôm nay. Thì nhưng mà trước khi có cái file đó thì giờ tôi làm ví dụ từ đầu đi. Giả sử như tôi mở bên cái phần mềm Cinema 4D ha. Tại vì phần mềm Cinema 4D này tôi đã hướng dẫn các bạn học rồi ha. Cũng sơ sơ thôi, tại vì cũng chưa có thời gian nên tôi chưa hướng dẫn các bạn nhiều thêm về cái phần mềm Cinema 4D này. Nhưng mà cơ bản thì các bạn cũng biết cái phần mềm này rồi ha. Thì giờ tôi sẽ xuất thử cho bạn xem này. Giả sử giờ bên đây tôi sẽ tạo ra một cái hình vành khăn đi, torus đi ha. Rồi một cái hình vành khăn như thế này, hình giống như chiếc nhẫn gì đó. Giờ tôi sẽ xuất ra cái file này ha, tôi xuất ra cái file offset để nhập vô cái phần mềm Houdini. Thì tương tự gì, bạn vào cái menu file nè, bạn kiếm cho tôi cái dòng ghi chữ export ha, export là xuất cái đó. Rồi trong cái menu file đây chọn export. Trong cái export này bạn sẽ chọn cho tôi cái dòng có cái đuôi ha. Thì những phần mềm khác cũng vậy, bạn không cần biết cái tên đâu, bạn nhìn cái đuôi trong cái ngoặc nè. Thì cái đuôi của phần mềm này nè, thấy chưa, bạn nhìn kỹ nè, sao chấm obj ha, nhìn kỹ ha, sao chấm obj, rồi là cái xuất ra một cái file định dạng 3D đó. Rồi thì bạn chọn cái định dạng này, rồi sau đó sẽ hiện ra cái hộp thoại yêu cầu bạn đặt tên và chọn cái nơi lưu cái file này là xong thôi. Bây giờ tôi đặt tên cái file này là file file gì đi, file cái hình chiếc nhẫn đi, test đi ha. Rồi đặt tên là test 1, test 1 đi ha. Chơi mình tôi đặt tên là test1.obj ha, đại khái lại đây. Rồi sau đó tôi sẽ chọn cái nơi lưu ha, bạn lưu ý mình lưu lại cái nơi lưu ha. Rồi sau đó tôi nhấn chữ save. Rồi những cái thông số còn lại thì tôi cứ để mặc định ha. Cái tỷ lệ nè, tôi tỷ lệ 1:1 nè. Ha, bạn muốn phóng to lên nhiêu lần thì bạn click vô đây. Mặc định tỷ lệ 1:1, còn những cái thông số còn lại thì bạn cứ để mặc định ha, sau đó nhấn ok. Là xong, chúng ta xuất xong được một cái file 3D đó, một cái file offset có cái đuôi chấm offset từ cái phần mềm Cinema 4D ha. Những phần mềm khác thì 3D Smart thì Maya thì các bạn cũng làm tương tự thôi, bạn kiếm cái chỗ export để xuất cái file ra. Rồi tôi không lưu file. Giờ tôi sẽ nhập bên cái phần mềm gì Houdini ha. Tôi tắt cái phần mềm Cinema 4D đi. Rồi bạn đợi tí, do cái máy tính tôi cấu hình cũng không được tốt nên nó cũng còn hơi chậm ha, hơi giật nè, thấy chưa? Rồi giờ tôi sẽ mở cái bạn thấy chưa, đây cái file này tôi xóa này, bạn thấy chưa, cái file mà tôi mới vừa tạo có cái tên test1 nè, chấm obj nè, thấy chưa, đó đây là cái đối tượng 3D chúng ta là hình cái chiếc nhẫn này đó. Giờ chúng ta sẽ mở phần mềm Houdini lên đây, giờ Houdini, giờ chúng ta sẽ nhập cái file đó nè. Thì nhập cái file đó thì cũng tương tự như bạn vào cái menu file ha, kiếm cho tôi cái dòng import là nhập đây ha, import nhập đây, chọn cái dòng đầu tiên là geometry, nhập cái đối tượng hình học ha, geometry. Rồi sau đó các bạn sẽ kiếm cái nơi đường dẫn tới cái nơi mà chúng ta vừa xuất cái file mà test 1 đó, test 1 đó ha. Thì cái file đó tôi lưu ở đâu ta? Nãy tôi lưu thì bạn chọn cái đường dẫn, cái bằng lưu file đó mở đây. Đây nè. Ha, cái nơi nào đó trên máy tính các bạn ha, nếu bạn nào sử dụng máy tính Windows thì chọn cái ổ nào bạn vừa lưu, ổ C, ổ D, ổ E gì đó, hay LF gì đó. Rồi. Thì bạn chọn cái file đó thì có cái đuôi .obj đây, đó, test 1 nè. Sau đó bạn nhấn cái chữ accept. Rồi, bạn đợi máy nó load tí ha, nó sẽ lấy cái file. Thì cái file đó ở đâu? Thì thật ra nó đang load vô đó. Thì bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái thanh này ha. Trên cái thanh này bạn thấy đây là nó hiện ra cái geometry file ha. Đây là cái file anh ta nhập vô rồi. Và đây là cái đường dẫn nè ha, đường dẫn cái file đó nè. Đó, trong cái thư mục GIO ha, trong thư mục này thì nói chung bạn nào sử dụng máy tính Windows thì nó sẽ hiện cái thư mục ra. Cái đường dẫn của cái file này cho bạn biết là chúng ta đã nhập cái file này vào rồi. Và nó lưu cái đường dẫn tắt là cái dấu đô la ha, dấu đô la hip viết tắt của cái đuôi của phần mềm Houdini nè ha, hip. Rồi. Thì bạn sẽ thấy là nó đã nhập vào, mà tại sao bạn chưa thấy là do cái file này nó quá trời lớn đi ha. Thông thường là bạn nhập, tôi nhập từ cái phần
thu nhập từ các phần mềm khác á, giờ đây thì nó rất là lớn ha, như khá như cái phần mềm Simafody nè, bạn thấy chưa, khi tôi nhập từ phần mềm Simafody vô cái phần mềm Howdy, bạn thấy là nó sẽ lớn kinh khủng luôn. Cái file của chúng ta rất là lớn luôn ha, rất là lớn so với một cái file mà Houdini, so với một cái file mà giả sử như bạn, tôi sử như tôi tạo một cái hình Torus trong đây đi, nè Torus nè, đó, enter, rồi thì tôi đã tạo được một cái file, đây là file test, là cái file bên Simafody, còn đây là cái file Torus, là cái file bên phần mềm Houdini nè, ha, thì cái file này ở đâu, thì bạn muốn biết nó ở đâu á, thì bạn click chọn nó, sau đó bạn nhấn phím Control với chữ G, ha, đây Control chữ G, đây là chính là cái file Houdini chúng ta nè. Nó file đi chúng ta thì nó rất là nhỏ so với cái file rất là nhỏ luôn, nó rất là nhỏ so với cái file mà test kia. Giả sử giờ tôi sẽ tô màu thử cho bạn xem đi. Giả sử như tôi sẽ, bạn chưa biết cái thao tác này đâu ha, giả sử như tôi biết làm ví dụ thôi, làm ví dụ, giả sử tôi tô màu đi, tôi làm nhanh cho bạn thấy đây, rồi tôi ví dụ thôi ha, ví dụ cho bạn dễ hiểu thôi. Tôi sẽ tô một cái màu đó, màu nào đó cho bạn dễ thấy, màu đỏ đi ha, rồi tô màu đỏ đi, rồi ok. Rồi cái file này tôi sẽ tô đó. Là bạn chưa làm được thao tác là đây ha, tôi chưa hướng dẫn thì bạn cứ hình dung là tôi đã vừa tô màu cho cái khối hình chiếc nhẫn này là màu đỏ, thì đây là chính là cái khối mà tôi tạo từ cái phần mềm Houdini ha, lưu ý màu đỏ, hình vòng tròn đỏ này là tôi tạo từ cái phần mềm Houdini. Nó bạn sẽ thấy là tôi sẽ thu nhỏ thì bạn thấy nè, bạn sẽ thấy là cái file của Houdini nó rất là nhỏ so với cái file mà bạn nhập từ cái phần mềm Simafody ha. Đó, có thể các phần mềm 3D Max hay là Maya thì có thể là nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn như thế nào đó, tôi không biết, tại tôi chưa có học cái phần mềm đó ha. Nhưng đại khái là tôi học bên phần mềm Simafody á, thì khi tôi nhập vào bạn thấy là nó rất là lớn, thấy chưa, cái file mà thấy chưa, nó rất là lớn luôn, thấy chưa, cái vòng tròn ở bên ngoài nè, màu nâu ở bên ngoài nè là cái phần vòng tròn từ cái phần mềm Simafody nhập vào nè, thấy chưa, rất là lớn so với cái file mà chúng ta tự tạo bằng cái phần mềm Houdini ha, nó chỉ rất là nhỏ bên trong thôi, thấy chưa. Thì tại sao tôi nói vấn đề này rất là kỹ, tại vì khi mà bạn tạo một cái đối tượng rất là lớn trong những cái phần mềm 3D, hầu như các phần mềm 3D hết, thì khi bạn thao tác sau này bạn tạo hiệu ứng chuyển động hay là những hiệu ứng mà tan vỡ hay là nổ, vụ nổ hay là cháy nổ gì đó, đại khái gì, từ một đối tượng rất là lớn thì cái máy tính các bạn nó bắt buộc nó phải làm việc rất là nhiều ha, đại khái là nó bị chạy, nó bị chậm, bị giật hay bị lắc gì đó ha. Bởi vì thông thường tôi khuyên các bạn là chúng ta sẽ nên làm cái đối tượng kích thước nhỏ thôi trong phần mềm Houdini ha, làm kích thước vừa đủ thôi, rồi sau này các bạn muốn có thể phóng to hay như thế nào đó thì tùy, khi chúng ta làm thì chúng ta phải làm kích thước tương đối nhỏ thôi ha, tượng trưng thôi. Rồi đó là cái lý do mà tôi hướng nói với bạn nãy giờ. Bây giờ ta sẽ làm thiệt ha, nãy giờ ta làm chơi thôi, giờ chúng ta sẽ làm cái phần thiệt nè, làm bài tập nè. Thì ta sẽ nhập cái file mà tôi, cái file bài tập mà tôi đã hình chiếc xe á, hình chiếc xe ô tô á ha, xe đua hay gì đó, tôi đã để cái file đó, file bài tập á, link download cái file đó bên dưới cái video này ha, bạn hãy tải về. Và lưu ý các bạn, cái file tôi để các bạn á, thì như các video đầu tôi nói các bạn rồi, phần mềm Houdini này nó có hai phiên bản, một phiên bản trả phí và phiên bản miễn phí, đúng không? Thì nếu phiên bản mà miễn có phí á, thì bạn chỉ mở được những file nào được lưu từ phiên bản có phí thôi ha, là những cái file nào có cái đuôi chấm hip HIP. Còn đối với những bạn nào mà như tôi là tôi đang sử dụng trên máy tính Mac này là cũng là phiên bản miễn phí thôi, thì khi tôi lưu cái file này lại á, thì nó cũng chỉ có định dạng là .hipnc, nghĩa là HIPnc, nó sẽ thêm cái chữ nc so với cái file có phí ha, nc với tắt của chữ non commercial á ha, lưu ý các bạn phần đó. Thì chỉ có miễn phí mới mở được cái file từ miễn phí thôi, còn chỉ có phiên bản trả phí mới mở được cái file từ phiên bản trả phí thôi, lưu ý phần đó ha. Rồi thì tôi để bên phía dưới này là những cái file miễn phí, nghĩa là file có cái đuôi chấm hipnc ha, tôi nói rất kỹ ha, các video sau tôi không nhắc lại, tôi chỉ để cái file tại vì tôi và các bạn đều đang học, trong quá trình học hết, nên tôi để cái phiên bản miễn phí hay phiên bản dùng thử học tập á, là cái đuôi chấm hipnc ha. Rồi bây giờ ta sẽ mở cái file lên đi, file nè, rồi kiếm cái import geometry, rồi sau đó chúng ta sẽ nhập cái file. Thực ra cái file offset này là không phải là cái file hip, nên chúng ta cứ lấy nguyên liệu cho phiên bản dùng phiên bản miễn phí thì trả phí đều mở được ha. Cái file có tên là concept car, như là mẫu xe đó, mẫu xe hơi đó ha. Rồi nhưng mà trường hợp mình nãy nói các bạn là đối với cái file hip á ha, cái file Houdini á, thì nó sẽ phân biệt là có phí với miễn phí. Còn cái file này chỉ là một cái file đối tượng 3D thôi ha, file chấm offset nè, thì phiên bản có phí trả phí đều mở được hết ha. Rồi hoặc là những phần mềm 3D khác thì đều mở được cái file này. Rồi ta chọn cái file này ha, cái link tải lên để dưới cái video này ha. Rồi ta chọn file này, sau đó ta nhấn cái chữ offset đây, rồi nó đang load, thấy chưa, ta được một cái file như thế này.
Đó, được một chiếc hình, cái mẫu chiếc ô tô như thế này, chiếc xe hơi như thế này, xe đua thể thao đó. Nhưng mà bạn nhìn kỹ thì nó thiếu bốn cái bánh rồi, đúng không? Nó thiếu mất tiêu bốn cái bánh ha, mất tiêu bốn cái không có bánh, đại khái là chưa có bánh xe. Thì các video sau chúng ta sẽ vừa học công cụ mà chúng ta vừa vẽ những cái bánh xe cho cái chiếc xe này ha, để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về cái quy trình làm việc ha, quy trình làm việc của phần mềm Houdini này, hay là các video nước ngoài hay gọi là từ workflow ha, là cái quy trình làm việc. Rồi thì trước khi mà anh ta tiếp tục làm việc đó, thì cũng nhắc lại cái phần đầu của video này, chúng ta sẽ chú ý đến cái phần mà tỷ lệ ha, tỷ lệ của file và khi chúng ta nhập từ những phần mềm khác. Bây giờ tôi sẽ tạo thử một cái khối hợp đi ha, click vào đây, click khối hợp, giữ control và click vào khối hợp. Rồi thì ta tạo được một cái khối hợp đây, thì khối hợp đó nó đang nằm rất là nhỏ, nó nằm ở ngay tâm của cái trục 20 tọa độ nè. Ha, nó rất là nhỏ bên dưới thì chứng tỏ là cái file mà cái mẫu mà chiếc xe ô tô chúng ta rất là lớn ha. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ thu nhỏ cái mẫu xe ô tô này, cái mẫu xe đua thể thao này cho nó nhỏ lại, cho nó theo cái kích thước mà chúng ta định trước, kích thước nhỏ thôi. Thì bây giờ tôi sẽ gợi ý các bạn cái phần kích thước nè, bạn nhập theo tôi ha, bạn click vô cái khối hợp này và sau đó bạn nhập cái kích thước của khối hợp này là như thế nào. Tôi sẽ cho cái phần kích thước là tỷ lệ nè, ta sẽ chỉnh bằng chỉnh cái phần scale nè ha, tỷ lệ đây, bạn chỉnh cái tỷ lệ kích thước là x, y, z như thế nào đó cũng được, nhưng mà tôi sẽ cho cái tỷ lệ như thế này đây. Giả thử như đây là tôi cho 1.92, thì 1.92 thì nước ngoài nó dấu chấm và dấu phẩy thập phân đó, là 1.92 đó, mà chúng ta sẽ đang sử dụng cái phần mềm nước ngoài nên là 1.92, như Việt Nam mình là 1.92 ha. Rồi 1.24 ha. Rồi cái thứ ba là tôi sẽ cho 4.4. Rồi hình thấy giờ khi tôi chỉnh xong á, cái phần scale là cái phần mà kích thước này, lưu ý phần kỹ phần này ha, scale là về kích thước tỷ lệ đó, thì mình thấy cái khối hợp chúng ta đã thay đổi cái kích thước rồi nè, nó mất tiêu rồi đây nè ha, kích thước này nó thay đổi, nhìn kỹ ha nó thay đổi đó ha, nó đã dài hơn theo cái tỷ lệ này rồi. Rồi thì quên nữa, tôi xin lỗi bạn, tôi quên nói nữa. Để tìm hiểu kỹ hơn đó, thì chúng ta sẽ biết được là một đơn vị đô của cái phần mềm Houdini này là bao nhiêu mét, hay là một đơn vị là bao nhiêu ký. Giả sử vậy, chúng ta phải biết cái đơn vị đó. Thì giả sử như bạn thấy đơn vị đó là giả sử như một ô này hay gì nào là bao nhiêu ha, bạn phải biết được cái đơn vị của từng phần mềm 3D ha, phần mềm nào cũng vậy. Thì bắt hoặc là những cái phần mềm dễ xây dựng vậy, người ta rất quan trọng về cái phần mà cái rất quan trọng về cái đơn vị ha, đơn vị đo ha, đối với phần mềm 3D này cũng vậy. Thì nếu chúng ta học, chúng ta làm thì cũng làm mà để trình diễn trên các thiết bị màn hình rồi á, vi tính rồi á, thì nó cũng tương đối ít quan trọng. Nhưng mà đối với những anh chị nào mà làm chuyên sâu mà làm bên có cái phần mà in 3D á, thì cái phần mà về cái đơn vị rất là quan trọng ha, in 3D ha. Tại vì người ta in theo thực tế thì cái đơn vị bạn, nếu bạn để quá lớn thì nó in kích thước scale rất là lớn ha. Rồi quay lại cái vấn đề chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đơn vị đó của phần mềm này. Thì bạn sẽ vào trong cái phần đối với phần mềm bên Windows á, thì bạn sẽ kiếm cái chữ reference. Thì tôi đang sử dụng trên máy Mac thì như là nó cũng edit nè, menu edit ha, edit cũng có cái chữ reference đây ha. Reference là cái chỉ định của thông số của phần mềm cài đặt chung á. Thì trong đây bạn sẽ kiếm cho tôi có cái dòng ghi cái chữ là đây ha, có dòng ghi chữ là heap file options ha, nghĩa là tùy chỉnh cái file này, tùy chỉnh cái file heap, đọc là file heap thôi, nhưng mà như là viết tắt của cái phần mềm Houdini ha. Đây click vào đây ha, tôi phóng to bạn xem nè, heap file option ha, tùy chỉnh phần mềm. Click vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng hộp thoại về cái đơn vị nè, thấy chưa, đơn vị về cái chiều dài và cái cân nặng á. Thì bạn thấy đang cái đơn vị mà unit length là cái chiều dài, đơn vị là m là mét, nghĩa là một đơn vị trong phần mềm này là đơn vị tính bằng mét ha, nghĩa là một ô vuông thì đó đơn vị tính bằng mét. Rồi đó là chiều dài, còn về cái cân nặng nè, unit mass là kg, thì một đơn vị trong cái phần mềm này chính là một ký. À, rất là đơn giản ha, 1 mét, đơn vị là 1 mét hoặc là 1 ký. Rồi, đây, các bạn có thay đổi gì thì bạn có thể click vào trong đây để thay đổi đơn vị nè, click vô mũi tên nè. Có thể thay đổi từ mm, cm, dm gì đó, km ha. Còn nước ngoài thì sử dụng in, feet, dài gì đó, tùy ha. Đó là đơn vị. Còn đây là cái cân nặng thì gram, milligram, kg hay là gì đó ha. Còn nước ngoài có thể sử dụng ounce, pound ha.
Rồi, nhưng mà tôi khuyến khích các bạn nên để mặc định cái đơn vị mà chuẩn quốc tế, nên để mặc định ha. Tại vì các bạn sử dụng, các bạn mà sử dụng chung một cái group á, một cái team, một cái nhóm á, thì người ta sử dụng cái chuẩn nào thì bạn nên sử dụng theo cái chuẩn đó ha. Rồi tôi khuyến khích các bạn là cứ nên để mặc định. Cái này là tôi chỉ nói cho bạn biết, bạn biết cái phần mềm ta đang sử dụng phần mềm gì thôi ha. Xin lỗi, đang đi sử dụng cái đơn vị gì thôi. Rồi 1 mét x 1 ký. Rồi sau đó tôi không thay đổi gì hết. Chúng ta sẽ nhấp vào cái nút accept để đồng ý ha. Rồi đồng ý. Hoặc cancel cũng được, tại vì chúng ta đâu có thay đổi bất cứ cái đơn vị đâu ha. Chúng ta chỉ vào để xem chơi thôi ha. Rồi 1 mét, một đơn vị này là 1 mét. Rồi như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái mà thông số này tôi đang nhập là 1,92, là gần 2 mét, 1,92 mét ha. Đây là gần 2 mét nè, đây là 1 mét mấy nè, còn đây là 4 mét 4 ha. Đại khái là vậy cho bạn biết. Đó, nghĩa là cái chiếc xe chúng ta sẽ có cái chiều trục z á, XYZ. Trục z là cái trục chiều dài á ha, xanh dương, màu xanh dương á, thì nó sẽ là chiếc xe chúng ta sẽ có chiều dài là 4 mét 4. Rồi nha, nhưng mà hiện nói chiều dài thôi chứ thực ra là cái chúng ta đang tùy chỉnh trên cái gì, cái khối hộp này nè ha. Khối hộp này thì giờ chúng ta sẽ làm sao cho cái chiếc mô hình chiếc xe hơi chúng ta sẽ thu nhỏ lại được như cái khối hộp này ha. Rồi thì muốn cho thu nhỏ thì rất đơn giản thôi, bạn chọn cái nốt. Như các video trước tôi nói rồi, cái này người ta gọi là cái nốt ha. Cái nốt này á, thì đây cái nốt này, thì cái nốt như mọi khi thì bạn bất kỳ vô cái nốt mô hình 3D nào thì bạn thấy ở trên đây nó sẽ có phần tùy chỉnh cái gì. Đây bạn đợi tôi một tí ha, tôi click đây. Nó sẽ khi bạn click vào thì nó sẽ có cái phần mà tỷ lệ như thế này nè. Tôi sẽ ra ngoài cho bạn xem nè. Như là khi bạn giả sử tôi có cái khối hộp này đi đúng không, khối hộp này khi bạn mà lắp nhấp đúp chuột vào trong cái khối hộp này á, thì chúng ta sẽ vào tới một cấp, vào tới cái thuộc tính của khối hộp này. Cái video trước tôi nói rồi ha, hoặc là bạn nhấn phím tắt là chữ y, rồi thì ta sẽ có được cái phần khối hộp chúng ta đây nè. Thì cái khối hộp chúng ta nó sẽ có cái phần mà thuộc tính về kích thước size nè, size hay là cái phần tỷ lệ gì nè ha. Ồ quên rồi, đúng ra ta phải nhập cái size của cái khối hộp ta nhập trong đây mới đúng chứ, đúng không? Size ta phải nhập trong đây à, cái phần khối hộp nè, size ta phải nhập trong đây mới đúng, mà nãy ta nhập ở ngoài rồi ha, xin lỗi các bạn. Rồi ta nhấp ra ngoài đi. Cái này bạn muốn cho quay về mặc định đúng không, cái phím nhanh nhất là bạn giữ phím control và ta bạn lít chuột giữa, control lít chuột giữa à, đây control lít chuột giữa thì cái số này nó sẽ quay về mặc định là 1:1 hết ha. Tôi quên lộn, cái này là cái scale, là cái tỷ lệ, còn cái size của khối hộp á thì bạn phải vào bên trong, bạn nhấp đôi vào cái khối hộp này và bạn nhập vô cái phần size như thế này mới đúng ha. Tôi quên cái size, như tôi nhập lại là 1,92, rồi nhấn phím tab nhập về 1,24, rồi nhấn phím tab 4,4 4.4, rồi đây là cái size cái thước của cái khối hộp theo 30 XYZ. Rồi như thế này ha. Giờ sao nữa, giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ, chúng ta sẽ ra ngoài. Rồi ta chọn cái concept này, nhấp đôi chuột vào đây, hoặc là có nhiều cách đó. Một là bạn nhấp đôi chuột vào đây để vào trong ha. Hai là bạn click cái dấu mũi tên này để vào trong ha. Ba là bạn nhấn phím tắt là phím y là vào trong, phím u là ra ngoài ha. Phím y là vào trong nè, y vào trong, u là ra ngoài. Tôi thường hay sử dụng cái phím tắt là chữ y và chữ u hơn ha. Về cái phần phím tắt thì tôi đã tải bên phía dưới cái video này cái file giáo trình, cái file về phím tắt rồi. Bạn nào chưa tải thì tải vậy ha, tôi để đường link phía dưới video này. Rồi thì tôi chọn đây cho tôi nhấn phím tắt là chữ y ha, chữ y ngắn á. Rồi thì bạn sẽ thấy là ở trong đây rất tiếc là nó sẽ không có cái phần mà tùy chỉnh về cái change form, về cái phần mà kích thước tỷ lệ hay là góc xoay hay là gì đó, nó không có ha. Tại vì cái file này do ông ta nhập từ một cái phần mềm 3D khác vào thì nó sẽ không có những phần thuộc tính đó. Thì giờ làm sao ha, giờ muốn có cái đó thì bạn sẽ thêm một cái nốt ha. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái nốt này. Cái nốt thì là một cái như thế này, người ta gọi là một cái nốt nè ha. Cái thêm cái nốt. Rồi thì bây giờ sao nữa, giờ tôi sẽ thêm một cái nốt có tên là nốt để change from, là nốt dùng để biến đổi vị trí tỷ lệ xây gì đó. Thì đầu tiên rất đơn giản, bạn chọn cái nốt này, sau đó bạn nhấn phím tab, không chọn cũng được, bạn nhấn phím tab, sau đó bạn tránh cái chữ change from ha. Bạn học từ từ, chúng ta sẽ học một số cái chữ tiếng Anh, nốt tiếng Anh thông dụng tôi cũng không biết nữa, ta học tới đâu chúng ta biết tới đó thôi ha, chứ tôi cũng không giỏi gì, ta học tới đâu ta biết tới đó thôi. Rồi nó change from nè ha, bạn chọn đây, sau bạn click chọn và nhấn enter. Rồi thì khi lúc này là bạn khoan hãy nhấp chuột, nếu bạn nhấp chuột thì nó sẽ áp dụng cái nốt này trên đây. Thì thực ra nó sẽ có hai cách ha, một là cách như thế này nè, một là bạn sẽ nhấp chuột bất kỳ một vị trí nào
thì nó cũng ra được cái nốt trend prompt. Nhưng mà tôi thấy không, không, sau đó các bạn sẽ chọn cái liên kết này, click vô vòng tròn này để liên kết với cái nốt trên ha, thì cũng được, nhưng mà làm gì mất thời gian, mà nó cũng được nhưng mà mất thời gian thôi, nó không hay, không chuyên nghiệp. Cách thứ hai thường hay làm, tôi quét chọn, tôi nhấn delete sẽ xóa ha. Tôi thường hay làm cách này chuyên nghiệp hơn là nhấn phím tab nè, trend from đây, sau đó tôi enter. Rồi thì tôi sẽ di chuyển như thế nè, tôi sẽ di chuyển vào trong cái vùng ranh giới màu xanh dương của cái vòng tròn này ha. Đó, thì khi đó bạn nhìn kỹ cái nốt chúng ta, nó sẽ tự động có một cái đường màu trắng liên kết nhỏ nhỏ, bạn nhìn kỹ là tôi bấm to nè ha, thấy chưa. Còn lại gần bên trong cái vòng bán kính của vòng tròn màu xanh dương á, thì nó sẽ hiện ra một cái đường trắng trắng nhỏ nhỏ nè, liên kết nè, thấy chưa. Đó, khi đó thì bạn mới đầu lít chuột trái thì nó sẽ tự động tạo cho bạn một cái liên kết luôn ha, liên kết luôn, thấy chưa. Nó đỡ mất thời gian hơn cái việc mà chúng ta sẽ lít trước rồi chúng ta mới tạo liên kết ha. Đó là một cái mẹo mà kinh nghiệm ha. Rồi thì ta được như thế này rồi, thì giờ làm sao, giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh cái kích thước của cái concept car ha, cái mô hình cái xe này, bằng cách là các bạn sẽ lít chọn vô đây ha, lít chọn cái node merchant from, cho đó bạn sẽ thay đổi cái gì, thay đổi cái tỷ lệ ha, bạn thay đổi cái kích thước cũng được, bạn thay đổi cái tỷ lệ scale, cái tỷ lệ nè của từng cái tỷ lệ một ha, đổi từng tỷ lệ một, nhưng mà làm gì chi cho mất thời gian. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng nè, có dòng có ghi cái chữ là uniform share scale ha, nên là thay đổi tỷ lệ cùng lúc ba chục luôn, ba hướng luôn ha, đồng nhất luôn, làm này nó mau hơn ha, đó là làm này mau hơn. Rồi tao sẽ làm thử cho bạn xem nè, bạn có thể là sử dụng cái thang đo giá trị như thế này cũng được, hoặc là bạn lít vô cái thanh trượt này cũng được ha, cách nào cũng được. Trong một cái vấn đề thông thường á, thì có thể là người khác người ta chỉ nêu một cái cách làm thôi, còn tôi thì tôi sẽ cố gắng khuyến khích, thì hoặc là có thể là kiến thức tôi không có nhiều, nhưng mà tôi sẽ cùng một vấn đề mà ta sẽ gắng cố gắng tìm ra được nhiều cái giải pháp ha, tìm ra về một nhiều cái giải pháp để chúng ta làm cái nào nó nhanh hơn, cái nào chậm hơn, chúng ta phải nhận xét được cái vấn đề đó ha. Nên cùng một vấn đề nhiều khi tôi nói hơi dài dòng, tôi sẽ đưa ra nhiều cái giải quyết khác nhau, thì tùy các bạn hãy chọn cái này hoặc chọn cái kia ha. À, như trong trường hợp này thì bạn có thể sử dụng lít chọn thang đo giá trị, lít chuột giữa ha, chỉnh trên này ha, chéo vào trái phải, hoặc là bạn hãy lít trên thanh trượt này, cái nào cũng được ha. Rồi nhưng bạn thấy có cái gì thay đổi, có gì kỳ lạ, sau cái chiếc ô tô chúng ta sẽ không thay đổi cái size, không thay đổi kích thước ha. Tại sao vậy, thì cái vấn đề nằm ở đây nè, như cái video trước tôi nói các bạn, một cái nốt thông thường thì nó sẽ có 4 tùy chọn, 5 chứ 4, nhưng mà 4 cái cơ bản và một cái thông tin, như là 4 cái này nè, 1 2 3 4 4 cái này và một cái chữ y là information, là thông tin đó. Thì cái con mắt này tôi nói rồi, tôi nhắc sơ một giây hoặc gì một giây ha, cái con mắt này dùng để cho hiển thị ha, hiển thị cái nốt tới vị trí nào ha. Còn cái này là dùng để cho hiện cái đối tượng dạng đường lưới ha, dạng đường lưới, thì các video sau tôi nhắc lại. Cái này là bỏ qua cái nốt đang chọn ha, nốt này nếu bạn chọn này thì giống mũi tên thì nó sẽ bỏ qua cái nốt này ha, bỏ qua cái nốt này. Còn này là cái hình cái đóng băng, lock ở đóng băng ha. Còn chữ y là viết tắt của chữ info, information á, thông tin của cái nốt này. Rồi trong trường hợp cái chỗ mà cái nốt xanh dương nè, nó hiển thị tới nó tới giá trị này thôi, chúng ta muốn cho nó hiển thị tới cái giá trị dưới phía dưới luôn, thì bạn phải chọn cái cấp này ha, thấy chưa, nó hiển thị cái giá trị này luôn. Rồi thì giống như chúng ta nhìn từ trên xuống dưới vậy ha, ta chọn cái nào là cái nốt nhìn cuối cùng thì chúng ta lít vào cái ô màu xanh dương này thôi ha, hoặc con mắt màu xanh dương này. Giờ chúng ta sẽ thay đổi lại cái phần uniform scale ha, phần tỷ lệ đây, thấy chưa, ta kéo nó lớn lên tỷ lệ gấp đôi là hai lần rồi đó, khi xem ta sẽ lần lớn hơn hai lần hoặc là kéo cho nó nhỏ lại, thấy chưa, gần thấy ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như thế này, thông thường thì tôi làm việc thì tôi nói với các bạn, tôi nói rồi, chúng ta sẽ khuyến khích là làm trên màn hình càng to càng tốt, 24 inch hoặc 27 inch ha. Tại chi vậy? Tại vì đối với 3D thì thông thường ít mà làm trên cái một màn hình lắm ha. Chúng ta sẽ chia làm 3 4 màn hình cùng một lúc ha. Tại vì chúng ta phải nhìn từ nhiều hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình trước sau gì đó, trái phải, đỉnh ha. Rồi. Thì để nhìn thì bạn có thể nhấn cái chữ Control số 2. Tôi nhấn phím tắt thử ha, Control với số 2 ha, hoặc là bạn click vô đây để chọn 4 màn hình cũng được nè. Những cái video sau tôi không nhắc lại ha, phần phím tắt tôi cứ nói là Control 2, phím mắt là Command 2 ha, rất đơn giản. Rồi Control số 2. Máy tôi do cái cấu hình nó tương đối yếu nên nó sẽ lắc, là bạn thấy chưa? Nó chưa load được luôn, nó rất là chậm luôn. Tại tôi vừa hướng dẫn phần mềm này mà tôi vừa quay video màn hình nữa nên nó rất là chậm. Máy rất là chậm luôn ha. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ thấy nha. Đó. Thì sẵn đây tôi chia sẻ bạn thêm một cái kinh nghiệm nữa nè, là
khi bạn thay đổi cái kích thước một cái màn hình thì những cái màn hình kia nó không thay đổi theo. Thì bạn muốn những cái màn hình kia nó cũng thay đổi cái tỷ lệ theo như thế này thì bạn ở đây nó sẽ có cái mẹo. Thì bạn click vô đây. Click vô đây nè, click vô nhiều màn hình này ha. Click vô chỗ này nè. Sau đó bạn di chuyển đến cái dòng cuối cùng là link auto view, nghĩa là liên kết những cái màn hình với nhau ha, click vô đây. Ha, lưu ý ha, click vô đây. Thường thường làm tôi click đây lắm. Ha, tôi click đây cho mặc định luôn. Thì khi click vô đó thì bạn sẽ thấy là khi ta thay đổi một cái kích thước một màn hình thì ba cái màn hình, hình chiếu, top, font và price thì tự động nó sẽ thay đổi theo ha, như thế này, thấy chưa? Thay đổi cùng cái tỷ lệ, rất là thuận tiện trong cái việc mà bạn xem bốn màn hình cùng lúc đó. Còn đối với màn hình blur still thì nó đã là riêng biệt rồi, nó không bị ảnh hưởng. Nó không bị ảnh hưởng, chỉ ba màn hình lại nó sẽ cùng cái tỷ lệ nhau. Rồi giờ tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Đối với cái này tôi sẽ chỉnh lại cái phần con cái kích thước của cái này để chỉnh cái phần uniform nè. Ha. Click vô đây để thay đổi giá trị nè. Rồi bạn thấy chưa? Bạn sẽ nhìn cùng lúc bốn màn hình cho tôi ha. Đó, thấy chưa? Cùng lúc bốn màn hình. Đó, thấy chưa? Còn đây chúng ta sẽ phóng to một màn hình thì ba màn hình nó sẽ cùng với nhau ha. Nó sẽ cùng với nhau là nó thay đổi cái kích thước với nhau, rất là tiện luôn. Đây là màn hình, ba màn hình này nó sẽ thay đổi cùng cái kích thước với nhau, rất là tiện. Đó là cái mẹo ha. Chúng ta học từ từ, chúng ta xem anh chị hay là các video anh chị khác hay là những người chuyên gia khác ở trong nước hay nước ngoài đó, chúng ta hướng dẫn thì mình học từ từ những cái mẹo hay thôi ha. Chúng ta cố gắng tiếp thu càng nhiều càng tốt. Rồi như thế này. Rồi sao nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục cho nó nhỏ tiếp, nó còn vẫn còn ló cái phần đuôi với phần đầu rồi ha. Đó, như thế này ha. Rồi như thế này cảm thấy là ok rồi ha. Tương đối là cái xe này, bạn thấy nè, nó cái xe nằm gọn trong cái hình hộp này rồi. Nhưng mà bạn thấy nó sẽ có vấn đề là chiếc xe đang nằm ở phần phía trên của hình hộp, chúng ta sẽ cho nó di chuyển xuống dưới. Thì bạn click vô cái mũi tên và bạn lôi thôi ha. Thì bạn thấy đây mũi tên màu xanh dương nè, lỗi mũi tên màu xanh lá cây ha, click cho nó lôi cho nó xuống. Cho cái xe chúng ta sẽ nằm gọn chỗ đây. Thì trong quá trình bạn xem bốn màn hình đó thì bạn sẽ thấy khi nào chúng ta sử dụng màn hình nào để chúng ta thao tác cái việc di chuyển, thì khi nào bạn sẽ thấy là khi nào chúng ta thấy thuận tiện chúng ta thao tác thôi, rất là dễ. Có khi thì bạn thấy là tôi di chuyển trên cái màn hình này ha, chụp màu xanh lá cây trên màn hình này. Có khi bạn thay đổi trên chụp y trên màn hình này hoặc là chụp x trên màn hình này, thì bạn thấy cái hướng nào dễ nên dễ làm cho chúng ta thì chúng ta làm thôi ha, chứ không nhất thiết đó là cái không nhất thiết phải cố định trên màn hình nào ha. Đó. Các chụp thì nó như nhau thôi, x y z thì như nhau thôi. Quan trọng là các bạn làm quen, các bạn sẽ nhìn nhanh được là khi nào chúng ta thao tác trên cái hình chiếu nào cho nó dễ ha. Trong trường hợp này tôi thao tác trên hình chiếu x nè, y nè, y màu xanh lá cây và xanh dương nó dễ hơn nè. Đó, thấy chưa? Nó nằm giữa đó, xích xuống tí. Rồi. Thấy chưa? Đó, giờ xong. Rồi, giờ xong cái vụ này ha. Đây là một cái kinh nghiệm nữa, một cái chia sẻ nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái vấn đề là mà thôi video này cũng tương đối là dài rồi ha. Video này chủ yếu là người ta tập trung tới cái việc là nhập cái file từ một cái phần mềm 3D khác như là Cinema 4D gì đó, cái file offset á, cái đuôi .obj. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ đến cái vấn đề là chúng ta sẽ bị sai về cái tỷ lệ, cái kích thước của cái phần mềm này với phần mềm kia. Thì chúng ta sẽ tùy chỉnh lại kích thước theo cái như nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn ha, cho nó tương đối nhỏ lại, không nên thao tác với một đối tượng quá lớn sẽ làm máy chúng ta rất là chậm ha. Rồi, video này nó chỉ đơn giản như thôi, chúng ta học thêm một số thao tác đối với cái nốt này ha. Rồi video sau chúng ta sẽ tùy chỉnh chuyên sâu hơn, từ từ chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái nốt hay những cái đường lưới trong cái phần mềm Honey này ha. Rồi, thì tôi là Tú Phan, đã hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ha.